bộ nồi rim Nhật, tình trạng là vip vàng chạch luôn nha anh em. Nồi nguyên zin mới rã máy lần đầu, bao xài bao đủ thứ cho anh em nha. Bộ nồi này bán 3,5 triệu nha anh em. Anh em thấy à, chuồng heo là chưa có dấu luôn á. 3,5 triệu bộ nồi này nha. Nồi rim luôn cần muỗng cho anh em nha, 3,5 triệu là luôn cần muỗng và cái cùi chính nồi ba chi cho anh em luôn. Chơi thôi nha anh em. Rồi tháo xét thôi.